Dạ vâng, em Kim thân mến, chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN nha. Buổi sáng ngày hôm nay em Kim tiếp tục review sale những cái mặt hàng có mặt tại kho. Ví dụ như là 035, 04, 045 và 05. Nhà em Kim có những cái xe lớn như là 1, khối 2, khối 4 và khối 6. Trước mặt em Kim đây là một cái sản phẩm mang thương hiệu Hitachi Yashic 135 US. Dòng sản phẩm này sản xuất năm 2008, được em Kim sale với mức giá là 650 cành ha. Ví dụ như anh chị nào mà đang có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp vào số hotline 0966 340 và 640 hoặc số hotline 0966 740 440. Ngoài những cái chiếc cần ngắn ra thì nhà em Kim có những cái chiếc cần dài. Đấy, tổng thể cái bộ cần dài này nó tầm khoảng 13 mét tính luôn gào, có lam ủi và guốc cao su, chạy mới có 5.000 giờ. Máy thì rất là chất luôn. Ví dụ như anh chị mình không xài guốc cao su và lam ủi thì sẽ trừ lại 30 triệu, còn chỉ có 650 triệu một cái sản phẩm cần dài như thế này nha. Còn ví dụ như anh chị mình xài guốc cao su và lam ủi thì cứ cộng tiền vô giúp em Kim, lam ủi chỉ có 10 cành thôi ha. Rồi, ngoài những cái chiếc 05 Hitachi và cần dài ra thì em cũng sale tiếp tục những cái mặt hàng như là Kobenco. Kobenco thì có là SK115SR với mức giá là 519 triệu đang sale tại kho. Anh chị nào quan tâm tới mặt hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc có thể đến kho nhà em Kim để mà test cụ thể hơn ha. Ưng thì lấy, không ưng thì không sao nha. Rồi, chiếc 035 ở đằng kia xa xa, đằng kia màu vàng đó là em đang sale với mức giá là 399 cành. Anh chị nào mà đang có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em Kim ha. Em Kim nhắc lại số điện thoại là 0966 340 640. Và một cái sản phẩm Kobenco SK135 mới về bán với mức giá là 5 ít thôi. Vậy anh chị nào mà đang quan tâm thì gọi ngay ngay cho em vào cái số hotline em vừa đọc nhé.